anh là cái sản phẩm trà thải độc đến như thế này thôi, nhưng mà vô cùng quan trọng. Nó gồm có 9 loại thảo dược, ví dụ như lá cây hoè, vỏ cây hắc mai, lá bạc hà, lá ubashi, vỏ cam, tầm xuân, rễ thục quỳ, kim liên hoa và cúc la mã. Chúng tôi cũng xin nói lại một lần với các bạn rằng là tất cả các sản phẩm của tập đoàn University đều chiết xuất từ thảo dược, không phải hóa hóa học, từ điều hóa vô cơ. Cho nên các bạn yên tâm dùng, nhất là 400 dòng sản phẩm của University đã có 13 sản phẩm trong dược thư PDA. Cho nên các bạn vô cùng yên tâm khi sử dụng dòng sản phẩm của University. Chúng ta biết rằng là hàng ngày chúng ta tắm rất sạch sẽ và nhưng mà chúng ta chưa là tắm vào trong, đúng không? Và khi chúng ta quay ác thơ thì là các bạn rất thơm tho, đúng không? Ví dụ em bé chúng ta hôn em bé thơm lắm, và những con đã con rất thơm, con cho con rất thơm. Nhưng khi càng có tuổi thì là cơ thể chúng ta toát ra cái mùi mồ hôi, nó không được thơm tho như trước. Đó là gì? Đó là tế bào chúng ta đã già cỗi. Nhưng cái phần của phần cái mùi nó không thơm đó là đây. Lúc trẻ ấu thơ thì cái đại tràng của chúng ta sạch sẽ như này này, cho phân chúng ta màu vàng. Nhưng khi bằng tuổi tôi rồi, các bạn chú ý cái đại tràng như thế này đây, nó lục cục hòn còn như này đây. Và khi các bạn dùng liệu pháp tẩy lọc 15 ngày thì chúng ta lại quay lại phân màu vàng rất sạch sẽ và gần giống như là hai trái gần giống nhau, đúng không? Và chúng ta là một dân tộc, người chúng ta là một dân tộc từ xa xưa, làm từ thời cổ là chúng ta ăn rau, cho nên cái ruột chúng ta rất dài. Nó khác với vật ăn thịt là ruột rất ngắn. Và trong đó hối đại tràng chúng ta có hình này, hình cái M khúc kiểu như thế này. Thì đây là vấn đề mà tại sao chúng ta dùng cái trà này. Cái trà này ấy, nó gồm những cái thảo dược mà nó kích thích nhu động toàn bộ hệ thống ruột của chúng ta. Và chúng ta cũng là dân tộc châu Á, chúng ta ăn cá và ăn xương gà thì khi thương nhỏ chúng ta nuốt qua khỏi họng nhưng nó mắc lại cái vùng M kia, thì nó kích thích, nó cắm vào đấy, nó kích vào cái pulgis. Lâu ngày nếu các bạn không tẩy nó ra thì nó sẽ tạo thành những polyp trực tràng và dẫn đến ung thư trực tràng. Hiện nay ung thư trực tràng là một trong những bệnh cao của Việt Nam cũng như thế giới, nhất là Mỹ ung thư trực tràng rất cao. Bởi vì sao? Bởi họ ăn rất nhiều thịt và lại ăn ít rau. Cho nên tôi xin giới thiệu các bạn một cái sản phẩm mà giúp các bạn phòng chống bệnh tật rất là hữu hiệu. Và các bạn sẽ có, sau khi một liệu trình 15 ngày tẩy độc, các bạn sẽ có mùi thơm tho như em bé này. Thứ nhất là quay lại cái thứ nhất là sao, khi các bạn thải độc rồi thì cái mùi khó chịu sẽ mất đi và tăng cường chuyển hóa năng lượng, loại trừ táo bón. Và khi các bạn thải ra thì nó thải các cholesterol xấu ra và đồng thời cái nước tiểu của chúng ta, phân của chúng ta những ngày đầu ấy, thì nó rất là hôi. Bởi vì sao? Nó loại những cái pulgis của cái đại tràng chúng ta đến thì nó rất hôi, hôi hơn phân thường hàng ngày. Về về đó như là những cái mặn thịt thối vậy, rất khó chịu. Nhưng dần dần về sau thì nó sẽ đỡ cái mùi đi. Và đồng thời chúng ta cũng quản lý cân nặng hơn. Bởi vì sao? Khi cái chúng ta thấy rằng là khi mà cái lòng đại tràng đã bao nhiêu năm nó tiếp tục chất độc như thế, thì khi các bạn, nhất là các bạn bị táo bón thì nó hút ngược chất độc lại, cho nên là cái nồng độ chất độc ở trong máu nó cao lên. Cho nên tôi thấy rằng nhiều khi những người đến cơ quan mà thấy bộ mặt nó bọ bọ, nó thấy đi vui là bị táo bón, đúng không? Đúng là bởi vì đấy là những ngộ độc, cái chất độc phải nắm vào cơ thể chúng ta. Và chính vì táo bón như thế thì làm chúng ta cảm giác mệt mỏi và đấy cũng là nguy cơ viêm loét dạ dày. Khi các bạn, tôi nói xin nói các bạn rằng là cái ruột non vô cùng quan trọng. Chúng ta khi chưa dùng cái này chúng ta thấy quý là các bạn làm sạch hệ thống ruột non của chúng ta, tức là chúng ta đã bảo vệ hệ thống kháng thể của cơ thể chúng ta. Đó là 6 mét ruột non, khi chúng ta trải dài cái diện tích ra thì là 300 mét vuông ruột non, hay như một sân tennis vậy. Và chính đó là cơ quan để hấp thu cái chất dinh dưỡng và đồng thời nó cũng là sản xuất IgA, tức là kháng thể để bảo vệ cơ thể của chúng ta. Cái hệ thống nhu mao này nó chỉ có được nuôi dưỡng bằng chính thức ăn chứ không nuôi dưỡng bằng thực máu. Cho nên chúng ta sau này có điều kiện tôi giúp cho các bạn lý do vì sao giảm cân chúng ta không được tính toán là vậy.
Nếu các bạn cần chỉ đói 3 ngày thôi là hệ thống miễn dịch các bạn sẽ bị tiêu hết và phục hồi hệ thống ruột non này từ 6 tháng, 1 năm, 2 năm. Cho nên nếu các bạn giữ cái hệ thống ruột tốt, chứng tỏ là các bạn đã bảo vệ cơ thể của chúng ta rồi. Đồng thời chúng ta tăng cường tuổi thọ, tăng cường miễn dịch. Vì vậy, cái liệu trình đó thì chúng ta thấy là vô cùng đơn giản. Và chính cái đại tràng sạch để giúp các bạn là loại trừ ung thư đại tràng đấy. Và thì là cái này nó mang tính chất rất là quan trọng, thải độc là tầm quan trọng nhất. Và chính cái thành ruột các bạn sạch rồi thì các bạn chống áp lực trên thành ruột của chúng ta, thành ruột chúng ta sẽ mềm mại, dẻo dai hơn. Và chính đó là yếu tố trường thọ cho các bạn. Cái mà cái thải độc về cái cơ chế nó khác cơ chế thụ động của Tây Y, tức là thùng tháo cũng làm sạch ruột nhưng đó như một lượng nước được quét qua thôi. Hoặc là bây giờ hiện nay Tây Y có thuốc là thải độc và là rửa ruột, còn cuống nó cũng đưa xuống, nhưng mà nó khác hoàn toàn cơ chế của trà. Đây là một cơ chế vận hành toàn bộ hệ thống ruột của chúng ta để mà đưa nó co bóp nhồi nát nhồi để đưa hết chất độc ra ngoài. Cho nên giữa hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Khi các bạn dùng một liệu trình 3 ngày đầu thì các bạn thấy rất hiệu quả rồi. Thì thường bọn tôi cho những khách hàng đầu tiên hoặc là người nhà dùng 3 gói đầu tiên. Và khi dùng 3 gói được cảm thấy rất hiệu quả, người ta quay lại một tiếp 12 gói là 15 gói. Liệu trình là 15 gói. Nhưng có một điều tôi xin nhắc nhở các bạn là khi cho người nhà dùng và khách hàng luôn luôn hỏi họ là công tác của anh chị ở văn phòng hoặc là phía ngoài đường. Nếu mà anh chị đã làm công tác công trường thì chúng ta không nên cho uống người giờ đêm. Bởi vì uống người đêm có tác dụng sau 6-8 tiếng thì đến 5-6 giờ sáng, nếu mà anh chị nào rất là nhạy cảm thì có thể đi cầu từ 1, 2, 3, 4, 5 lần thì ra công trường người ta không có chỗ đi, rất là kẹt. Chỉ khi nào có văn phòng ta cho họ uống người giờ đêm. Còn nếu làm công tác ở công trường và đường phố thì chúng ta nên khuyên họ là uống buổi sáng. Rất đơn giản là vì sao? Là các bạn chỉ cần cho vào cái ly nước nóng từ 2 đến 5 phút, các bạn thấy cái đủ ấn nó xuống, nó chìm xuống và đẩy cái nắp lên. Sau đó chúng ta cho uống. Và mỗi một lần như thế thì các bạn dùng một liệu trình là 14-15 ngày. Và khuyên các bạn không nên là dùng liên tục. Dù thu tốt đi máy nhưng dùng liên tục cũng không tốt. Sau đó một tháng các bạn sẽ cho dùng được 1-2 gói. Một quý dùng lại được một liệu trình, hoặc nửa năm một liệu trình, một năm một liệu trình. Ở cơ thể tôi nhìn xuống dưới các bạn còn những năm thanh lịch tú cả, sức khỏe dồi dào. Nếu chúng ta có muốn vệ sinh có 300.000 thôi là bảo vệ toàn bộ hệ thống ruột chúng ta không? Đây là một món quà cực kỳ quý cho tất cả mọi gia đình. Khi các bạn đã có hệ thống ruột mạnh rồi thì các bạn đã nâng cao sức đề kháng, thải được tất cả các mùi hôi trong cơ thể chúng ta ra. Thậm chí có những người có một tiếng nói rất hay nhưng mà cái mùi không được thơm tho cũng do đại tràng của chúng ta có vấn đề. Cho nên nếu chúng ta dùng cái này để thải độc thì chính các bạn đã tạo cho cái người đó rất là tự tin, nhất là như bạn MC của tôi này mà nói rõ rất hay. Thí dụ không dùng này thì mà bị thì cái mùi khó chịu. Và trong công tác đối ngoại chúng ta gặp hàng ngày nhiều người, thường thì tôi nghĩ đây là một món quà vô cùng quý, không những nó giúp sức khỏe cho các bạn mà giúp các bạn tự tin trong giao tiếp. Cảm ơn em.